Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 24 tháng 9 năm 2021 về việc Roma thắng nhờ cú đánh gót dị. Bàn thắng duy nhất từ cú đánh gót trong tư thế với của tân binh Tammy Abraham giúp Roma hạ Udinese 1-0 ở vòng 5 Serie A tối 23 tháng 9. Phút 36, hậu vệ 19 tuổi Riccardo Calafiori bứt tốc vào cấm địa loại Nahuel Molina trước khi căng ngang cho Abraham. Trong tư thế quay lưng về khung thành, tân binh của Roma chỉ cố chạm bóng sau khi nó vượt qua tay thủ thành Udinese. Bóng đập gót chân Abraham vào lưới trống, đây là bàn thứ 3 của Abraham kể từ khi chuyển đến Roma với giá 47 triệu đô la Mỹ từ Chelsea. Tiền đạo 24 tuổi còn trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn tại Serie A từ sau Jay Butleroy hồi tháng 5 năm 2004. Bàn của Abraham giúp Roma tìm lại cảm giác chiến thắng sau trận thua ngược 2-3 trên sân Verona ở vòng trước. Đội bóng thủ đô Italy vươn lên thứ tư với 12 điểm, kém hai đội bóng thành Milan Inter và AC Milan 1 điểm. Và đội đầu bảng Napoli 3 điểm, kết quả này giúp Jose Mourinho bất bại 41 trận sân nhà liên tiếp tại Serie A. Bắt kịp kỷ lục được Marco Allegri thiết lập cùng Juventus từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2017. Mourinho có cơ hội phá kỷ lục này khi cùng Roma tiếp Empoli ngày 3 tháng 10, Roma chỉ thay một vị trí so với trận thua Verona 2-3. Khi Henrik Mkhitaryan đá chính thay tân binh Elder Somurodov, chính Mkhitaryan tạo ra pha bóng đáng chú ý đầu tiên. Trong tình huống phạt góc ở phút 4, cầu thủ người Armenia đón lõng cú phá bóng của cầu thủ Udinese, rồi dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc, đội chủ nhà tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn 3 phút sau đó. Cũng từ quả phạt góc, Ryan Cristante đánh đầu ngược đưa bóng đến vị trí của Nicolò Zaniolo trong tư thế chống trải. Tuy nhiên, tiền vệ 22 tuổi lại đưa bóng đến cột dọc dù trước mặt chỉ là khung thành trống. Roma là đội đen đủi nhất trong năm giải hàng đầu châu Âu khi 5 lần đưa bóng đến khung gỗ đối phương. Bằng với Barca, những nỗ lực của Roma được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số của Abraham ở phút 36. Đây cũng là tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất của đội chủ nhà trong hiệp 1 dù họ tung ra 11 cú sút. Trong đó có những cơ hội rõ rệt, sau giờ nghỉ, Roma chủ động phòng ngự và nhường thế trận cho Udinese. Đoàn quân của Mourinho chỉ một lần dứt điểm trong hiệp 2. Nhưng khác với khi thủng lưới 3 bàn chỉ trong 14 phút đầu hiệp 2 trận thua Verona. Hàng thủ Roma hôm qua thi đấu chắc chắn để giữ sạch lưới, Roma thắng trận nhưng chịu tổn thất lớn. Phút 90, đội trưởng Lorenzo Pellegrini nhận thẻ vàng thứ 2 vì tình huống vung tay vào mặt đối thủ. Và lỡ trận derby với Lazio ở vòng 6 Serie A ngày 26 tháng 9. Tôi chưa rõ về các quy định của bóng đá Italy, nhưng nếu có thể, Roma sẽ kháng cáo. Pellegrini không đáng nhận thẻ vàng thứ 2, nếu có cách để lật lại quyết định này. Chúng tôi cần phải làm điều đó để giúp Pellegrini đá trận derby cuối tuần này, Mourinho nói sau trận. Đội hình thi đấu, Roma Pochisio, Kasdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori, Smalling 69, Christian, Veretao. Zaniolo and Sarawi 74, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham, Somurodov 85, Udinese, Silvestri, Samir, Noang, Samatic 79. Bekao, Udozi, Lassen 79, Palay, Makengo, Aslan 85, Pereira, Molina, Soppi 62, Cusseto, Beto 62, Dilofeu. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng. Chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.